Chào mọi người nha, hôm nay là mình quay một ngày July 4, ngày lễ độc lập. Đó, mọi người ra đường chơi vui, xe đậu đông, tiệc tùng. Người ta chuẩn bị, người ta ra đường ngồi, chuẩn bị đốt pháo bông. Đó, có một anh đang ra giữa đường để đốt pháo bông. Thường thì người ta sẽ đốt ở giữa đường. Được chưa? Đó, xanh luôn, khói xanh luôn. Ui, đẹp không? Đẹp không? Xanh đẹp không? Ui, khói đẹp không? Đây. Xin lỗi nha, mình hơi rung tay. Cái máy nó đang sạc pin cho nên nó quay hơi rung tay một chút. Phải cầm cục pin dự phòng nữa. Đó, cái kia. Khói đẹp không? Có xanh đó. Ma mị. Cái này gọi là ma mị. Xanh xanh dương. Ồ. Gió. Gió nó bay nó. Đổi màu thành màu tím. Nhìn là tô màu đẹp không? Cái này pháo khói chứ không phải là pháo nổ. Làm YouTube cũng được chứ không? Mỗi năm là có lẽ là có đốt pháo nhiều lắm. Mà năm mỗi năm mình đi làm trẻ chưa. Cái bữa mấy lần quay buổi tối không thấy gì hết. Khói bay nghi ngút. Giờ xong. Thế. Đó, anh này anh ra. Anh ra anh đốt thêm cái nữa. Đó. Đẹp à? Đẹp à, đẹp à, đẹp à. Thank you.
Rồi xong. Cái đó như chẳng nằm đồng. Dạ, thêm một cái nhỏ nhỏ nữa. Bên kia cũng có đốt nè. Đông quá, rồi cho rửa mặt không mà không nhỏ ốm á. Đi qua là trời trùng hợp luôn. Chỗ mình thấy cầm lòng thì mấy cầm lòng thì còn nguyên cái nguyên đóng trên bàn cũng còn nguyên đóng trên bàn. Còn nhiều lắm. Cái đó là năm bảy trăm đồng, nó tốn tiền là 500-700 cho tới 1.000 đồng, có thể nhiều hơn. Trời, ngày này Mỹ tốn dữ. Mình mua vài cái là mình mua. Việt Nam mình chỉ đốt một phòng pháo Tết thôi, nó đốt có đốt nửa tiếng, một tiếng hồ. Năm nay sao tụ tập đông dữ. Năm ngoái không? Nó có lẽ là tụi nó hay đông lắm, kiểu đó. Mà năm ngoái không thấy, năm ngoái. Năm ngoái tại Covid. Mấy có mấy người các bạn nó ở cái bang khác là bà mẹ
Mấy năm trước đâu có thấy đông như vậy đâu. Nhưng gì đó có là vô có cái gì đó. Nhưng gì đó mới đã. Anh dô gì vậy em? Nhiều loại lắm. Ủa, tiền không em mà sao giờ tiền ăn rồi?